Rồi đó. Đó, thì hai nắm cỡ này đó. Đó, thấy chưa? Đó, không mà cái vỏ của đó nó nhiều. Cái này em muốn thấy không? Ừ. Sao mệt vậy? Trời ơi. Nhìn nó mình cứ thôi xuống. Ủa nó gãy rồi. Cái kia vàng đã. Trời. Nó là bọc luôn mà. À chưa. Ừ. Nó 5 trứng gà. Trời. Sau khi đi lấy nấm ở trên rừng thông về thì nhà mình nấu cái món tí nữa xào ha. Xào với xào xả ớt. Còn cái nấm nấm mối này để nấu cháo các bạn. Trước khi nấu thì phải trụng nước sôi thế này nè, cho mấy cái tạp chất nó ra hết. Sau khi trụng sơ qua nước sôi thì mình vớt ra các bạn. Bây giờ mình phải làm theo cái này thì cho nó khi xào nó thấm rất là ngon. Rồi vớt ra đi, vớt ra xong đổ vô trong cái là bồ nước đặng xả lại nước. Đó, mình xả lại nước rồi.
Bột chín đã nấu cơm đâu? Bột cháo. À. Kêu này xong rồi mua bánh tráng xúc ăn thôi. Mời cả nhà ăn đúng.